Vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong khung giờ quen thuộc 17 giờ 15 phút chủ nhật của chương trình Canh tác thông minh. Như thường lệ, chuyên mục Nhà nông và thị trường sẽ mở đầu chương trình Canh tác thông minh hôm nay với các thông tin nông nghiệp nổi bật trong tuần. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Đồng bằng sông Cửu Long giá lúa gạo ổn định. Tuần qua, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đà đi ngang. Nhiều thương lái bắt đầu thu mua lúa hè thu, thị trường giao dịch sôi động hơn so với trước đó. Tại khu vực An Giang, gạo Đài Thơm 8 có giá từ 5.600 đồng đến 5.800 đồng một ký, nếp An Giang từ 5.600 đồng đến 5.700 đồng một ký. Tại chợ lẻ, giá gạo tiếp tục đi ngang. Hiện gạo thơm Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng một ký, gạo sóc thường 14.000 đồng một ký, nếp ruột 14.000 đồng đến 15.000 đồng một ký. Theo các thương lái, hiện 92% diện tích lúa đông xuân 2022 đã thu hoạch xong, chỉ còn một phần nhỏ tại Sóc Trăng, Bạc Liêu đang tiếp tục thu hoạch. Đề xuất tăng thuế xuất khẩu để giảm giá phân bón. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ quy định thống nhất mức thuế xuất khẩu 5% với mặt hàng phân bón, không phân biệt theo tỷ lệ tài năng dưới 51% giá thành sản phẩm có thuế xuất khẩu tăng từ 0% lên 5%. Nhóm phân bón khác giữ nguyên mức thuế hiện hành. Phương án tăng thuế xuất này sẽ góp phần giữ lại nguồn phân bón sử dụng trong nước trong bối cảnh giá phân bón tăng cao, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp. Cửa khẩu Lào Cai từng bước khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu. Sau thời gian tạm dừng thông quan do tình hình dịch bệnh COVID-19 phía Trung Quốc diễn biến phức tạp, những ngày gần đây hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai đang từng bước được phục hồi. Dù được thông quan trở lại, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu vẫn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh từ phía Trung Quốc. Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ thông tin, chủ động kết nối đảm bảo hàng hóa được sang tải khi xuất sang Trung Quốc. Tránh tình trạng hàng được thông quan sang nhưng nằm mắc kẹt tại các bãi kiểm hóa bên phía hạ khẩu gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tại một số vùng chuyên canh cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long, sau một thời gian khai thác, đất liếp sẽ bị chua hóa, vườn cây giảm năng suất là biểu hiện của việc thoái hóa đất trồng. Vì vậy, sau mỗi mùa vụ, việc cải tạo đất vườn để tăng độ màu mỡ, nâng cao hiệu quả canh tác là việc cần thiết và rất quan trọng. Đây cũng là nội dung và chương trình muốn giới thiệu đến quý vị hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Đất lầy cấy lúa, đất khô lập vườn. Những đúc kết của người xưa đã giúp hình thành những vùng canh tác chuyên canh rất riêng biệt tại vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, sự lên liếp tạo địa thế cao ráo để trồng cây ăn trái ngay ở vùng trũng thấp đã tạo lợi thế để nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long phát triển vườn cây ăn trái từ rất sớm. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều ở nước ta, địa hình cao và trồng thâm canh đã làm cho đất vườn mau suy thoái độ phì nhiêu của đất. Năng suất vườn cây vì vậy mà cũng giảm nhiều. Thậm chí nhiều vườn chỉ mới khai thác vài năm, đất đã dẻ chặt, cây kém phát triển vì nấm bệnh trong đất phát triển mạnh. Với những lão nông như ông Nguyễn Tâm Phúc, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cả đời gắn bó với vườn cây đã cho ông những kinh nghiệm quý, hiểu đất, hiểu cây. Để dù thời gian có thế nào, ông vẫn luôn có những biện pháp của riêng mình để giữ cho tiến trình suy thoái đất vườn chậm lại, để vườn bưởi của gia đình được phát triển bền vững hơn, năng suất và chất lượng đảm bảo. Vì phân mắt mà mình không vô mà để cây chi là không được. Mình phải vô phân, dầu cho lợi ích đi, chấp nhận. Thì hồi cho mới trồng, mình cũng ước lượng là mình phải trong vòng nó đạt cho được 10 năm. Thì bây giờ nó được 7 năm rồi, thì bây giờ mình phải muốn cho được 3 năm nữa. Đó, thì người này cố gắng. Theo các nhà khoa học, qua khảo sát thực tế cho thấy đất vườn cây ăn trái lâu năm tại đồng bằng sông Cửu Long thường sẽ có những biểu hiện suy thoái như chất hữu cơ trong đất giảm, đất bị nén dẻ, lớp đất mặt và dưỡng chất bị rửa trôi, đất có pH thấp, đất bị mặn hóa do phân hóa học, nấm bệnh trong đất phát triển mạnh. Để ngăn chặn hay làm chậm tiến trình suy thoái này cho đất vườn cây ăn trái, duy trì năng suất và phẩm chất trái cây thì nhà vườn cần nắm được đặc tính sinh lý của cây. Song song đó là cần áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác như quản lý cỏ trong vườn, không nên tiêu diệt cỏ mà chỉ cắt thấp khi cỏ phát triển quá cao. Nuôi dưỡng trùng đất chỉ thị độ màu mỡ của đất, vì vậy nên tránh sử dụng những hóa chất nông nghiệp có hại cho trùng đất và bón phân hóa học phải cân đối.
Với việc tưới nước nên áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt để hạn chế lượng nước tưới dư thừa và giảm sự rửa trôi lớp đất mặt và trượt di dưỡng chất, đồng thời giúp tiết kiệm lượng nước tưới, giảm nhiên liệu bơm nước, ít tốn công lao động, hạn chế sự phát tán mầm bệnh, giảm thất thoát phân bón và hạn chế sự hình thành thủy cấp treo trong đất. Đối với phân bón, cần bón phân hữu cơ, bón từ 3-5kg trên một cây phân hữu cơ đầu trâu organic đa dụng vào đầu mùa nắng. Trước khi bón, dùng thuốc răng cào nhẹ mặt liếp để giúp đất giữ được phân hữu cơ. Nên tưới thêm nấm Trichoderma để ức chế sự phát triển của nấm bệnh trong đất. Bón bùng đáy mương chứa nhiều sáp bã hữu cơ, dưỡng chất và phù sa có thể sử dụng để bón cho đất liếp vườn cây ăn trái. Bồi bùn đáy mương bằng cách tráng một lớp mỏng đầy khoảng từ 3-5 phân đều trên mặt đất vào mùa nắng. Chú ý, không sử dụng bùn phèn hoặc lấy đất cứng đáy mương vì thường có chứa phèn tiềm tàng. Bùn này thì như mình bồi lên vô liếp là mình khi mình có ủ một số phân hữu cơ đó, khi mình vô gốc rồi mình bồi là mình kêu mình che đậy cái phân hữu cơ lại thôi cho nó giữ cái độ ẩm của đó, cái mùa nắng mình giữ cho cái độ ẩm. Về sau này đó thì mình thấy là cái cây mình nó xuống rồi mình nó thành cái phân phướng hữu cơ hoặc là cái hóa học gì cũng đều phải cũng có tăng hết, nó đứng chứ không phải cho như mấy cái năm đầu. Do cái vùng đất của đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta là cái vùng đất thấp, mà khi bà con trồng cây ăn trái thì sẽ có cái phải bắt buộc phải là làm mô lên liếp để cho nó cái mô nó cao, nó thoát nước tốt trong cái mùa mưa. Do cái cây ăn trái thì nó không có chịu được cái điều kiện ngập úng. Mà khi mà chúng ta sử dụng, đặc biệt là những cái vườn cây ăn trái mà chúng ta sử dụng bón phân hóa học mà thường xuyên, thì nếu mà chúng ta sử dụng phân vô cơ, chúng ta bón lâu năm như thế thì làm cho cái đất của chúng ta nó sẽ bị dễ bị nén dẻ do chúng ta không có bón phân hữu cơ. Khi mà nén dẻ thì làm cho chúng ta tưới nước hoặc là chúng ta bón phân, thì khi mình tưới nước thì cái đất nó bị nén dẻ thì nó sẽ thấm nước rất là chậm. Thì khi chúng ta bón phân vô cơ như vậy thì khi chúng ta tưới nước thì nước nó thấm chậm thì nó làm cho cái rửa trôi đi cái phân đi, và cái nước nó cũng thấm chậm thì nó thì lúc đó thì nó làm cho chúng ta lãng phí cái lượng phân. Cho nên là khuyến cáo là đối với vườn cây ăn trái, đặc biệt là cây bưởi da xanh, thì chúng ta nên là sử dụng kết hợp giữa phân hữu cơ và vô cơ. Thì thường đối với phân hữu cơ thì khuyến cáo mình bón trong năm này có thể mình bón là 2 đợt, trước mùa mưa và sau mùa mưa, để cho cái bổ sung cái phân hữu cơ cho cái lớp đất, thì nó sẽ làm cho đất nó tươi xốp, rồi rễ nó phát triển tốt, rồi bổ cái đặc biệt là những cái loại phân mà có hữu cơ vi sinh thì nó có cái hệ vi sinh vật có lợi, thì nó sẽ hạn chế được, nó tấn công được những cái loại nấm bệnh, mà đặc biệt đối với cây có muối là nó có cái nấm mà gây thối rễ, thì nó có thể là nó ức chế được cái nấm mà gây bệnh thối rễ trên cây có muối nó tốt, thì nó làm cho cái vườn chúng ta nó sẽ phát triển tốt hơn. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo đối với phân khoáng NPK nên bón đúng và đủ lượng phân cần thiết cho cây ở mỗi thời kỳ. Nên bón phân cải tạo đất, trung bình hàng năm nên bón từ 0,5 đến 1 kg trên một cây phân đầu trâu mặn phèn hoặc đá vôi nung vào đầu mùa mưa, bằng cách rải đều trên mặt liếp, xới nhẹ cho phân trộn đều vào lớp đất mặt. Bón phân hóa học đều phì nhiêu của đất vườn cây bị suy thoái, nhưng hữu cơ trong đất chưa đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cây. Việc bón phân hóa học giúp gia tăng đậu trái, chất lượng trái và khả năng kháng bệnh của cây là việc cần làm. Nhưng phải bón phân cân đối cho từng giai đoạn phát triển của cây, như sau khi thu hoạch trái, bón từ 0,5 đến 2kg một cây, phân đầu trâu AT1. Nếu cây sinh trưởng kém, có thể bổ sung thêm 0,2 đến 0,3kg trên một cây, phân đạm hạt vàng đầu trâu 46A+. Trước khi cây ra hoa, bón từ 0,5 đến 2kg trên một cây, phân đầu trâu AT2. Sau đậu trái, bón từ 0,5 đến 2kg trên một cây phân đầu trâu TA3. Có thể bổ sung khoảng 0,2 đến 0,3kg trên một cây phân đạm hạt vàng đầu trâu 46A+. Giai đoạn trái phát triển, bón từ 0,5 đến 2kg trên một cây phân đầu trâu nuôi trái. Liều lượng nêu trên thay đổi tùy theo loại cây, tuổi và tình trạng sinh trưởng của cây. Quý vị, thưa bà con nông dân, hàng năm sau thu hoạch, việc cải tạo đất kết hợp với lại bón phân cân đối sẽ giúp pH đất ổn định, đất tơi xốp, sẽ cây dễ dàng hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, hiệu quả sử dụng phân bón cũng tăng hơn, giúp tiết kiệm chi phí hơn, nhất là trong thời điểm giá phân bón, vật tư đầu vào tăng cao như hiện nay.
Để làm chậm tiến trình suy thoái đất vườn cây ăn trái, giúp cây duy trì năng suất và phẩm chất trái, thì quá trình canh tác nhà vườn cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó chú trọng tăng cường phân hữu cơ là một trong những yếu tố quan trọng. Nhà vườn có thể tùy theo nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương mà tự làm phân hữu cơ để bón cho vườn cây ăn trái. Riêng với phân hữu cơ trên thị trường, khi mua cần phải biết nguồn nguyên liệu, công nghệ ủ phân và công nghệ phối trộn để bảo đảm có chất lượng tốt. Canh tác cây ăn trái đồng bằng sông Cửu Long thì phải có cái bón phân hữu cơ, phải bón phân hữu cơ cho vườn cây ăn trái. Thì ở đây chúng tôi đề nghị là bà con mình lưu ý là có thể sử dụng phân hữu cơ đầu trâu organic đa dụng. Thì với cái lượng lượng bón là vào khoảng cỡ chừng từ 5 tới 10 kg cho một cây. Thì cái liều lượng này nó có thể là từ 3 cho tới 5 nữa. Có nghĩa là tùy thuộc vào cái giai đoạn sinh trưởng của cây và tùy thuộc vào cái loại cây mà bà con chọn cái liều lượng cho nó phù hợp. Và khi bón thì bà con lưu ý là phải dùng cái cào mà có răng đó để chúng ta xới xáo nhẹ cái lớp đất mặt như thế này. Cái cào là để cho nó đừng có đứt rễ nhiều. Để khi mà mình bón cái phân hữu cơ đó thì đất mặt được xới xáo như thế này thì nó mới giữ cái chất hữu cơ lại ở trong đất. Chứ nếu không mà bà con cái đất mà mặt nó như thế này mà bà con thảy phân hữu cơ thì khi mưa nhiều hoặc là tưới nước nó sẽ trôi xuống mương hết. Và cũng có thể bà con bón phân hữu cơ bằng cách là đào hố. Thì đào hố không phải là mình đào tất cả chung quanh cái tán cây, mà mình có thể chia cái tán cây ra làm bốn cạnh như thế này. Một cái cây chỉ làm bốn cạnh như thế này. Thì theo cái hình chiếu của tán thì năm nay bà con đào một hay hai hố ở cái bên này. Có thể đào sâu xuống vào khoảng cỡ chừng 3-4 tấc rồi mình cho phân hữu cơ xuống dưới, để đảm bảo rằng cái phân hữu cơ nó ở lại ở trong đất để nó cải thiện cái gọi là cái độ phì của đất. Rồi năm sau bà con đào những cái hố ở cái cạnh đối diện. Rồi năm sau nữa bà con đi vòng vòng như thế này. Bởi vì khi mình đào hố như vậy là mình chấp nhận một số rễ của nó bị đứt, bị hư. Nhưng mà với cái việc mà đào hố ở chỉ một bên như thế này thì các cái rễ còn lại vẫn phát triển bình thường. Và sau đó khi mà cái hữu cơ mình được bón vào ở trong đất thì cái chỗ này nó sẽ là một cái vùng đất tốt, mà nên cái rễ nó cũng sẽ phát triển trở lại và nó phục hồi trở lại, và năm sau chúng ta lại thay đổi qua cách khác và cái cảnh khác. Còn trong trường hợp mà bà con mình không mua được cái phân hữu cơ đầu trâu đa dụng, thì nếu như mà tùy điều kiện ở địa phương của mình có những cái nguyên liệu để làm phân hữu cơ, chẳng hạn như là rơm rạ nè, rồi mụn dừa nè, có thể là xác vỏ cà phê nè, rồi bã bùn, bã mía vân vân. Nói chung là nếu như mà địa phương mình có cái nguyên liệu hữu cơ nào đó thì bà con có thể nghĩ tới cái việc gọi là tự ủ phân hữu cơ, nhưng mà phải có cái cách ủ để mà đảm bảo cái chất lượng của cái phân hữu cơ mình ủ ra. Còn nếu trong trường hợp mà bà con đi mua cái phân hữu cơ ở trên thị trường đó, thì tôi cũng khuyến cáo với bà con đó là đối với cái phân hóa học thì cái chất lượng của cái phân nó gần như là giống nhau hết. Chẳng hạn nói ure 46% N thì gần như là bây giờ ure của ai ở đâu rồi này kia nó cũng gần gì. Nó không có biến động gì nhiều. Nhưng mà đối lại với cái phân hữu cơ đó thì cái chất lượng của nó thay đổi dữ lắm. Nên nếu như mà để có một cái phân hữu cơ tốt thì mình phải biết được cái nguồn nguyên liệu hữu cơ mà người ta dùng để mà tạo ra phân hữu cơ này là gì. Chẳng hạn như phân bò nó sẽ khác với phân dơi, rồi nó lại khác lại với cái bã bùn, bã mía. Nói chung là cũng ra phân hữu cơ ở trên, cũng đạt cái gọi là cái quy định về phân hữu cơ, nhưng mà cái nguồn nguyên liệu khác nhau nó sẽ cho ra cái chất lượng của cái phân hữu cơ cũng khác. Rồi cũng cùng một cái nguyên liệu nhưng mà cái công nghệ ủ phân nó cũng rất khác nhau. Với những cái công nghệ tiến bộ bây giờ, người ta ủ ở trong cái nhà máy, cái thời gian ủ vào khoảng cái chừng từ 3 đến 5 ngày là coi như xong. Còn nếu như cũng nguyên liệu đó mà ủ bằng cách là để ở ngoài sân xi măng như thế này, rồi trộn qua trộn lại lấy giải bạc phủ bên trên, thì bà con thấy là cái chất lượng nó sẽ khác. Kéo thời gian ủ nó kéo dài 3 tháng 5 tháng thì rõ ràng là cái chất lượng nó cũng sẽ khác. Và đồng thời cái công nghệ mà phối trộn
Bởi vì phân hữu cơ bây giờ người ta cũng đưa thêm nhiều cái gọi là cái chế phẩm khác vào trong đó, chẳng hạn như là cái phân khoáng hoặc một số cái chế phẩm sinh học khác. Thì cái công nghệ phối trộn này nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái công nghệ mà cái việc phối trộn nó, cái chất lượng nó cũng sẽ khác nhau. Thí dụ như bây giờ người ta cho thêm cái chất đạm vào ở trong đó để cho cái cân đối về mặt dinh dưỡng ở trong cái phân hữu cơ. Nhưng mà khi bà con mở cái bao phân hữu cơ về, bà con nghe một cái mùi khai nồng nặc xông vô mũi, thì rõ ràng là cái công nghệ phối trộn đó không được tốt rồi. Bởi vì cái mùi khai đó, tức là đạm nó không ở trong cái hữu cơ mà nó biến thành thể khí để nó bay đi, thì vậy là tuy rằng ở ngoài bao để cái hàm lượng nó vậy, nhưng mà nhiều khi ở bên trong nó không còn được tốt nữa. Thành ra cái công nghệ phối trộn này bà con cũng phải là hết sức là lưu ý. Thì đấy là cái vấn đề là xoay quanh về cái đất hữu cơ.